kiếp trước, ngoan ngoãn nữ liễu chi bị ép gã vào thạch gia, tra nam trường phu trong lòng sớm có tình tốt, lại ghét bỏ nàng xấu, căn bản không yêu nàng. Sau khi cô vạch trần tình cảm của anh, bị anh đẩy ngã đập vỡ đầu, chảy máu mà chết. Sau khi sống lại, nàng lần nữa bị bức hôn, đời này tuyệt đối sẽ không tái giá vào thạch gia. Đầu tiên là từ hôn, sau đó là ở riêng với bà nội bất công. Cành liễu bắt đầu từ việc bán dưa chua, đưa cả nhà từng bước làm giàu, phát triển sạp nhỏ thành nhà máy lớn, cuộc sống rất náo nhiệt. Tiểu thuyết mấu chốt Bác Linh ngoan ngoãn nữ Trọng sinh mở nhà máy đưa người giàu nhất không đạn cửa sổ, bác Linh ngoan ngoãn nữ. Trọng sinh mở nhà máy đưa người giàu nhất TXT toàn tập đao loạt, bác Linh ngoan ngoãn nữ. Trọng sinh mở nhà máy đưa người giàu nhất chương mới nhất đọc. Chương 1 Sau khi sống lại ép gã, 1 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương một. Sau khi sống lại ép gã, một, cô gái chết tiệt này, thầy bói đều nói chỉ cần cô gã qua sẽ đổi vận. Sao cô còn không nghĩ ra nhảy sông? Chỉ cần ngươi gã đi, ăn ngon uống cây đều tùy ngươi, làm ầm ý cái gì? Liễu chi hỗn loạn nghe được tiếng chửi rủa. Nương, tỷ tỷ bị bệnh rồi. Đáng đời, đây đều là nàng tự tìm, tự làm tự chịu. Cành liễu đau đầu dữ dội, trên người cũng khó chịu như bị lửa thiêu mí mắt như nặng ngàn cân không mở ra được. Cành liễu phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, môi khô nước chảy ra máu. Đột nhiên một luồng nước mát lạnh vào miệng, cành liễu theo bản năng há miệng uống từng ngụm lớn. Một ly nước vào bụng khiến cành liễu tỉnh táo hơn một chút. Cô chậm rãi mở mắt nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười non nớt đang cười với mình. Chị, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi. Quay đầu nhìn bốn phía, bàn ghế cũ kỹ, mặt tường biến thành màu đen ánh sáng lờ mờ, tất cả bài trí trong phòng đều giống như đúc 20 năm trước. Khuôn mặt quen thuộc, phòng ốc trang trí quen thuộc, cành liễu muốn biết mình ở nơi nào. Nhớ rõ mình trong lúc cãi vã với trường phu bị đẩy ngã đầu nặng nề đụng vào cột cửa, chảy rất nhiều máu, trường phu chẳng những mặt kệ, còn cười nhạo cành liễu giả chết còn rất giống. Chờ chồng phát hiện không đúng, đưa đến bệnh viện vẫn chảy máu quá nhiều, bác sĩ hết cách xoay chuyển trời đất, cuối cùng mình chết trong oán hận một lão thái thái đầu đội khăn mặt chống gậy hung hăng xốc trèm cửa xông vào. Sao chổi của ngươi, có ngươi một ngày ở liễu gia chúng ta liền xui xẻo một ngày. Nói xong nhất ba vỗ lên trán liễu chi. Cảm giác đau đớn của một cái tác khiến cành liễu hoàn toàn tỉnh táo lại. Liễu chi một cái thông minh từ trên giường ngồi dậy. Đây không phải là đang nằm mơ, chính mình trọng sinh đến kết hôn trước một ngày. Liễu lão thái ánh mắt ghét bỏ nhìn cành liễu đứa nhỏ này cả kinh không phải là đốt ma giật mình chứ lúc này một người phụ nữ trung niên mập mạp từ ngoài cửa đi vào khoa trương hô với cành liễu a à, con dâu tương lai của ta sao ngươi lại trục trặc như vậy sớm gã sớm thác sinh ở lại liễu gia là tội của ngươi liễu chi nghe được lời sớm gã sớm thác sinh hồi tưởng lại mình ở nhà mẹ chồng làm việc bẩn thiểu mệt nhọc vĩnh viễn làm không hết ăn cơm thừa đồ ăn thừa con thường xuyên bị mẹ chồng và em chồng chửi rủa, có lúc bị trách phạt ngủ trong chuồng gà. Trong thời gian ở cử chẳng những không được chăm sóc, còn nói ở nhà giặt tả không sạch sẽ. Cành liễu đội gió lạnh thấu xương, kéo thân thể suy yếu ra bờ sông giặt tả cho đứa nhỏ, bởi vậy bị bệnh ở cử, tuổi không lớn đi đường đã không còn lưu loát, gặp phải mưa dầm chân đau không xuống đất được. Liễu chi nghĩ tới đây lửa giận trong lòng sông thẳng vào đầu, muốn đi hành hung một trận người phá hỏng lương tâm này. Nhưng lý trí nói với mình phải bình tĩnh, cô đã có chủ ý. Bà nội, bà thật sự hy vọng con lấy chồng sao? Chúng ta đã tính mạng nói đây là quẻ thượng thượng. Gã cũng được, nhưng ta có điều kiện. Con dâu tương lai, chỉ cần con nguyện ý gã đến thạch gia chúng ta, đập nội bán sắt ta cũng nguyện ý. Thấy khâu phượng liên lấy lòng, liễu chi trong lòng rất hưởng thụ. Lễ hỏi đầu tiên tôi muốn ba trăm tệ, còn có nhẫn vàng, khuyên tai vàng vòng tay vàng, hơn nữa tôi không ở cùng mẹ chồng, chúng tôi muốn ở một mình. Nếu không tôi không lấy chồng. A, à, vẻ mặt giật mình của Khâu Phượng Liên khiến Liễu Chi không nhịn được cười ra tiếng. Liễu Chi trong lòng hiểu rõ mình nói ra điều kiện đứa ngốc mới có thể đồng ý, mục đích của nàng chính là muốn Khâu Phượng Liên ầm ý lên, ầm ý càng lớn càng tốt. Nghe Liễu Chi nói ra điều kiện, Khâu Phượng Liên hiểu mình bị nha đầu Liễu Chi đùa giỡn. Hết chương này chương 2 Sau khi sống lại ép gã 2 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 2 Sau khi sống lại bức gã 2 Liễu chi kiếp trước gã đến trước thạch gia Thạch bưu cùng triệu hồng vẫn luôn nói chuyện đối tượng Cho dù là thạch bưu cùng liễu chi thành thân Bọn họ một đôi cậu nam nữ cũng là lẫn lộn cùng một chỗ Khâu phượng liên vẫn biết gian tình của bọn họ Lại mặc kệ Vắt óc tìm mưu kế chỉ muốn thạch bưu cưới nàng vào cửa tuy rằng ghét bỏ diện mạo cành liễu nhưng khâu phượng liên biết cành liễu làm việc là một tay giỏi chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều là cành liễu thu xếp hơn nửa xử lý gọn gàng ngăn nắp cuộc sống trên đất cũng có thể chống đỡ một người lớn khâu phượng liên cẩn thận quan sát dáng người cành liễu chính là loại người mông đại năng sinh tiểu tử mập mạp cho nên liền tìm bà mối đến liễu gia cầu hôn liễu lão thái đã sớm muốn gả cành liễu ra ngoài liễu lão thái thống khoái đáp ứng hôn sự này. Nhưng liễu lão thái đưa ra điều kiện là Lễ hỏi 50 tệ, ba vòng một vang sẽ không cân nhắc, nhưng 32 cái chân thì cần. Khâu Phượng Liên suy nghĩ một chút, nhi tử nhà mình thạch bưu mỗi ngày cùng triệu gia cô nương triệu hồng lẫn lộn cùng một chỗ, triệu hồng mặc trang điểm xinh đẹp, trên mặt bôi trắng như bột mì, môi đỏ như mông khỉ, cô nương như vậy sao có thể để cho vào cửa thạch gia. Vì thế, khâu phượng liên khẽ cắn môi đáp ứng điều kiện của liễu lão thái chờ đến ngày cưới liễu chi vào thạch gia nhưng nha đầu liễu chi kia tính tình bướng bỉnh lại nhảy xong kháng cự hôn sự này khâu phượng liên cũng không sợ nàng nhảy xong không nhảy xong liễu lão thái lễ hỏi cũng đã nhận hôm nay cho dù cướp cũng phải cướp cành liễu về nhà liễu lão thái đối với việc liễu chi nhảy xong cảm thấy ngoài ý muốn nhà đầu trung thực không nói chuyện này còn có thể thành tin chút trò quỷ này không làm khó được chính mình. Liễu lão thái nhận lễ hỏi 50 tệ, chỉ chờ đồ dùng trong nhà 32 chân chuyển vào. Có những đồ dùng này đại tôn tử của mình là có thể cưới cháu dâu, liễu lão thái ngẫm lại đều vui vẻ, hiện tại còn kém một bước cành liễu ra khỏi liễu gia môn vào thạch gia môn, đối phó cành liễu như một bữa sáng. Khâu phượng liên chăm chọc nói. Ờ, liễu chi cô nương, nói ra điều kiện như vậy ngươi cũng không soi gương ngày nào em cũng soi gương, rất đẹp, nốt ruồi xinh đẹp trên mặt em chính là phúc khí của em. Khổ nạn kiếp trước chính là do nốt ruồi đen này gây ra. Lúc mới sinh ra, bà nội nhìn thấy nốt ruồi đen trên mặt cành liễu, liền nói đứa bé này thuộc về quả đen, về sau liền biết kêu loạn, đem phúc khí của liễu gia đều kêu không còn. Lúc cành liễu còn nhỏ tiếng khóc rất lớn, hiện tại nhớ tới không phải là quả đen mới gọi, mà là ăn không đủ no bụng đói kêu. Sau khi sống lại, cành liễu đem nốt trùi đen này trở thành phúc điểm của mình. Liễu Chi không cam lòng nói. Bà nội, hơn nữa con chưa tới 18 tuổi, còn chưa tới tuổi kết hôn. Vậy con đi trước đi, đợi đến khi đến tuổi đăng ký làm việc. Liễu Lão Thái đưa ra biện pháp, Liễu Lão Thái rõ ràng đã không kiên nhẫn. Anh là trưởng bối trong nhà, hôn nhân đại sự của em do anh làm chủ. Khâu Phượng Liên giống như nghe được thánh chỉ, đưa tay bắt lấy cánh tay cành liễu dùng sức kéo ra ngoài, cành liễu theo bản năng kháng cự sự lôi kéo của khâu phượng liên. Cành liễu vốn là ngồi ở trên giường, bị khâu phượng liên kéo trực tiếp ngồi xuống đất. Thấy cành liễu bị kéo xuống đất, liễu đóng chạy tới ông cành liễu hô với khâu phượng liên. Ngươi không được chạm vào tỷ tỷ ta. Ta là nam tử hán phải bảo vệ tỷ tỷ ta. Khâu phượng liên vẻ mặt khinh thường kéo liễu đóng qua, ném ra xa lão đại như ném đồ liễu đóng nặng nề ngã trên mặt đất, qua khóc thành tiếng. Tần Quyên phục hồi tinh thần lại đau lòng ông lấy liễu đóng. Tức giận hướng về phía khâu phượng liên hô. Bà khâu điên này, đến nhà chúng tôi đùa dẫn uy phong cái gì? Liễu lão thái cũng phục hồi tinh thần lại, cũng cùng nhau chỉ trích khâu phượng liên. Ngươi sao lại đánh cháu ta? Lão bà tử chết tiệt này, ngươi lấy không tiền của ta, hiện tại lại không cho cành liễu đi qua khâu phượng liên cảm giác người một nhà liễu gia đều đang lừa gạt mình liễu lão thái nói hôm nay ngươi về trước đi ba ngày sau ta đưa cành liễu qua cho ngươi không được hôm nay hoặc là cành liễu cùng đi với ta nếu không ngươi trả lại gấp đôi cho ta khâu phượng liên hai tay chống nạnh bộ dáng liều mạng động tĩnh lớn của liễu gia đã sớm đưa tới thôn dân tò mò sao vậy thím khâu chạy đến liễu gia làm gì vậy hình như đang đòi tiền nếu cần tiền làm gì lôi kéo liễu gia đại cô nương. Trong lúc tất cả mọi người đang bàn luận, một nông dân mũi bả rượu thở hồng hộc đẩy đám người về phía liễu gia đại viện hô. Thiếm khâu, thiếm về nhà xem đi, có người ầm ý muốn gả cho con trai gì. Nói xong lời này, tất cả mọi người đều cười theo. Anh nông dân mũi bả rượu bị cười đến không hiểu ra sao. Tên khốn tô an côn nhà ngươi nói lung tung cái gì là có người muốn gả cho tên khốn kiếp nhà ngươi sao khâu phượng liên chỉ vào người nọ mắng thím khâu cháu lừa thím là chó con dì mau đi đi nhà dì loạn hết rồi thím khâu thạch đầu nhà dì năm nay gặp vận cướp chó rồi có một thôn dân đùa cợt nói những thôn dân khác ồn ào tâm tình khâu phượng liên lúc này cực kỳ tệ hại cành liễu mình coi trọng cho lễ hội sống chết không muốn gả chướng mắt lại giống như thuốc cao da chó ném cũng ném không xong một trận gió thổi qua khâu phượng liên không chỉ rùng mình một cái khâu phượng liên tiện tay muốn cài nút áo khoác nhưng làm thế nào cũng không cài được cúi đầu mới phát hiện tay mình vẫn run rẩy con trai nhà người ta là đến báo ân con trai mình nuôi là đến đòi nợ không cần trong nhà khẳng định nháo không ra dáng ai khâu phượng liên ta kiếp trước tạo nghiệt gì vậy sao lại sinh ra thứ đồ chơi như vậy Liễu Chi nghe thôn dân kêu to biết thạch gia có trò hay để xem. Vẫy vẫy tay với Liễu Đoá, thì thầm một phen, Liễu Đoá gật đầu chạy ra ngoài. Hết chương này. Chương 3. Liễu lão thái không công bằng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3. Sự bất công của bà Liễu Thím khâu tạm thời đi rồi, nhưng Liễu lão thái vẫn còn. Liễu lão thái buông lời tàn nhẫn. Liễu Đại Cường cô gái nhà ngươi có chết gã cũng phải gã, không gã cũng phải gã. Liễu gia, lão thái bà ta định đoạt. Liễu chi trong lòng mắng. Lão thái bà chết tiệt, xem ngươi có thể như nguyện hay không. Tâm tình liễu chi hiện tại đã bình phục, thân thể cũng thoải mái hơn rất nhiều. Mùi thơm xào rau từ ngoài sân bay vào, trải qua lăng qua lăng lại như vậy bụng cành liễu đã sớm kêu ung ục. Tần Quyên đi phòng bếp đơn giản ăn mì sợi, Cành Liễu nhắm mắt dùng sức ngửi mì sợi tản ra mùi mỡ heo, há miệng theo miệng bác nhẹ nhàng thổi, sau đó cẩn thận uống một ngụm canh nhỏ, nhưng vẫn làm nóng miệng. Nhìn chút tiền đồ của cậu, ăn cơm cũng có thể đem miệng nóng, tần quyên ghét bỏ lầm bầm. Em không nghe lời anh, sao còn ăn cơm của anh? Bà nội, hàng năm ba mẹ cháu cho bà không ít tiền, sao bà lại nói là cơm của bà? Liễu Chi còn chưa dứt lời, Tráng đã bị chiếc đũa đánh trúng đây là tuyệt chiêu của liễu lão thái, đủ chưa từng thất bại. Liễu chi ông tráng, bị đánh một cái túi. Bà nội, triệu hồng bên cạnh mang thai, khóc lóc kêu muốn gã đến thạch gia. Liễu đoá thành công dời đi tầm mắt liễu lão thái, quay mặt nhìn về phía liễu đoá. Ta vừa rồi đến thạch gia, nhìn thấy. Liễu lão thái không quan tâm nói. Một cô gái không mặc không da tới cửa muốn gả cho thạch gia. Cha Thạch Bưu nghe được Triệu Hồng mang thai hài tử, lần nữa truy hỏi có phải Thạch Bưu hay không, liễu đoá nói tiếp. Nói là ngày mai thím khâu sẽ đưa Triệu Hồng đến bệnh viện kiểm tra xem có mang thai thật không. Liễu Lão Thái nghe vậy vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Này! Liễu Lão Thái nghĩ đến mình cực lực muốn đem cành liễu gã đến thạch gia, nếu như Triệu Hồng thật sự mang thai, khâu thẩm cũng không thể không cưới Triệu Hồng làm vợ. Liễu chi vuốt cái trán bị đánh đau, nhìn liễu đóng uống hết canh trong bát còn thiếu liếm bát bản thân cũng ăn no một nửa liễu chi trong lòng chua xót cuộc sống khổ sở như vậy khi nào mới kết thúc nhìn thấy cả nhà bác cả liễu đại long ai nấy đều mặc mày hồng hào mặc áo sơ mi chính xác khó gặp hơn nữa con trai lớn của liễu đại long là liễu thuận mập mạp đi đường đều có chút thở gấp người trong thôn đều gọi hắn là tiểu mập mạp so sánh với người một nhà liễu đại cường thì hơi gầy liễu đoá liễu đóng đều là lúc thân thể lớn lên đừng nói ăn thịt ngay cả mỗi bữa cơm cũng không thể ăn no liễu đóng luôn nói đói mặc đầy đồ ăn tóc cũng thưa thớt dáng lên đầu trên người đơn bạc gầy yếu kéo cái đầu to cực kỳ giống búp bê đầu to cho dù là như vậy liễu lão thái ở trong thôn đại liễu khoe khoang khắp nơi tiền hai đứa con trai kiếm được đều nộp lên cho bà con dâu cái gì cũng nghe lời nàng người trong thôn đều nói liễu lão thái có năng lực quản lý một đại gia đình có quy có cũ nhưng liễu lão thái lại thiên vị một nhà liễu đại long và cô nương liễu thúy hoa đối với một nhà liễu đại cường luôn nhìn không vừa mắt lãnh ngôn lãnh ngữ không nói ăn mặc ở đều là kém cỏi nhất mỗi ngày ăn không đủ no hàng năm hai đứa con em chồng của bác cả đều có quần áo mới mặc mấy đứa nhỏ nhà liễu đại cường chỉ có thể mặc quần áo cũ đã giặt trắng bệt nhà của Liễu Gia Đại Viện đều được xây dựng xung quanh. Một dãy phòng phía bắc hướng nam có ba gian, Liễu Đại Gia và Liễu Lão Thái ở một gian. Một gian ở giữa là chiêu đại khách nhân, một gian khác liễu thúy hoa ở một mình. Mà một nhà đại bá liễu đại long bốn người ở hai gian lớn hướng đông trong ngoài. Một nhà liễu đại cường năm người, chen chúc ở hai gian nhỏ phía tây. Gian trong có cha mẹ ở, gian ngoài đặt hai cái giường, một cái bàn về sau sẽ không có bao nhiêu không gian kiếp trước liễu chi vẫn cảm thấy là mình sinh ra mang đến vận xuôi cho ba mẹ làm cho lưu lão thái đối với mình không chào đón liên lụy người một nhà đều chịu ủy khuất cho nên sớm nghe theo liễu lão thái an bài gả cho thạch gia nhưng sự ra đi của cành liễu cũng không thay đổi vận mệnh của người một nhà ngược lại cái nhà này đến cuối cùng lại làm cho cốt nhục chia lìa để cho một nhà liễu chi biến thành như vậy chính là liễu lão thái thiên vị ích kỷ cùng tham lam, còn có em chồng ngoan độc. Mỗi khi nghĩ đến những cành liễu này đều cảm giác tim mình như bị kim tim tinh tế đâm qua, cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân. Trùng sinh cành liễu hiểu được chỉ có mình có thể kiếm tiền, mới có thể thay đổi kiếp trước bi thảm vận mệnh. Hết chương này. Chương 4 Cành liễu phản kích Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 4 cành liễu phản kích sáng sớm ngày hôm sau liễu chi thấy liễu lão thái gọi liễu thúy hoa đến trước mặt nói thầm nửa ngày sau đó liễu thúy hoa vội vã đi ra ngoài liễu chi đoán liễu thúy hoa nhất định là đến nhà khâu phượng liên thăm dò tin tức cành liễu chậm rãi đẩy cửa ra nghĩ có thể đi ra ngoài hay không không nghĩ tới vừa đẩy cửa ra cửa liền két một chút bại lộ hành vi của cành liễu thành thật chờ ở nhà lát nữa thím khâu sẽ tới liễu chi dứt khoát đẩy cửa ra cửa đụng vào tường phát ra một tiếng đông. Liễu lão thái hoảng sợ. Ngươi muốn đem ta 50 khối bán cho thạch gia sao? Cô là mụ phù thủy già xấu xí và độc ác trong Cinderella. Bà Liễu không biết cô bé lọ lem là gì, nhưng bà biết mụ phù thủy già có ý gì. Ngươi chính là tạo bả tinh của Liễu gia, chỉ cần ngươi ở Liễu gia một ngày, chúng ta sẽ không có ngày nổi danh. Có lão vu bà ngươi ở đây, chúng ta mới không có ngày lành. Em biết vì sao anh đối với gia đình em ác độc như vậy, bởi vì ba em không phải là con ruột của anh. Nghe được những lời này, Liễu lão thái ngây ngẩn cả người. Ngón tay chỉ cành liễu nhưng lại nói không ra lời, chỉ là cả người phát run. Lúc này tâm tình Liễu lão thái sụp đổ, chuyện cũ không muốn nhắc tới hiện lên trong đầu. Sau khi sinh Liễu Đại Long thì không thể mang thai nữa. Phương thuốc cổ truyền ăn không ít, bụng chính là không có động tĩnh gì có một ngày liễu đại gia ông một đứa bé mấy ngày tuổi trở về nói là tìm người tính toán một cái không thể sinh thì phải ông nuôi một cái như vậy có thể làm cho nhân khẩu liễu gia thịnh vượng liễu lão thái bất đắc dĩ bụng mình không chịu thua kém nuôi thì nuôi đi sau khi liễu đại cường hai tuổi liễu lão thái lại đột nhiên mang thai liễu lão thái muốn đưa đứa bé này đi nhưng liễu đại gia không đồng ý nói đứa bé này là phúc qua nhà chúng ta bởi vì sau khi hắn đến liễu lão thái liền mang thai hài tử liễu lão thái không có cách nào cũng chỉ đành từ bỏ nhưng trong lòng ghét bỏ liễu đại cường cảm thấy đứa nhỏ này rất có thể ăn hôm nay bị liễu chi nói ra bí mật này quả thực khiến liễu lão thái giật nảy mình liễu lão thái cả đời đều mạnh mẽ nhưng chuyện này chính là điểm yếu của mình bà không muốn bị người ta nhắc tới lúc này liễu chi chính là cố ý muốn kích thích nàng liễu lão thái sợ liễu đại cường sau khi biết chuyện này sẽ rời khỏi liễu gia bọn họ liễu lão thái không nỡ liễu đại cường làm việc thành thật hơn nữa còn biết tay nghề thợ mộc một năm nộp tiền ít nhất cũng có năm sáu trăm thu nhập như vậy ở thôn đại liễu có thể tính là người có trình độ trung bình trong lòng liễu lão thái bồn chồn nhưng ngoài miệng lại không cho ngươi muốn làm gì ta xem ngươi muốn ngất trời a à? tôi muốn ở riêng ngươi muốn phân nhà ai, ta và gia gia ngươi còn chưa chết. Chính là các ngươi đều còn sống mới phải phân gia, nếu không thì gọi là phân di sản. Ngươi chính là hy vọng chúng ta chết sớm, các ngươi hảo lấy được tiền của chúng ta đi. Bà nội, chết cũng là chính bà nói. Cút xa một chút, nhìn thấy ngươi ta liền phiền lòng. Liễu Chi cũng không muốn dây dưa nữa, xoay người rời đi. Nhưng ra cửa thì gặp Liễu Thúy Hoa. Ngươi gan lớn, chạy loạn khắp nơi cái gì vì sao ta không thể đi ra ngươi quản được sao tảo bả tin ngươi chờ ta nói cho mẹ ta biết đi nương nhà đầu chết tiệt kia chạy ra ngoài rồi liễu lão thái không có tâm đi quản những chuyện này lời nói vừa rồi của liễu chi làm cho liễu lão thái cảm thấy sợ hãi chưa từng có liễu lão thái phát hiện cành liễu từ sau khi nhảy xong được cứu lên tính tình liền thay đổi không phải trước kia cái kia nói cái gì chính là cái đó, cúi đầu liền biết làm việc ngốc cành liễu. Hiện tại cành liễu to gan, thận trọng, hiển nhiên là một con ngựa hoang thoát cương, không sợ trời không sợ đất. Thấy liễu lão thái không nói lời nào. Liễu thúy hoa lao ra khỏi sân hô to. Ngươi vào phòng cho ta. Bên ngoài nơi nào còn có bóng dáng cành liễu, sớm đã chạy mất. Liễu thúy hoa mắng chửi đỉnh đạt trở lại phòng. Hừ, chạy hòa thượng không chạy được miếu, chờ xem ta thu thập ngươi thế nào. Liễu Chi trốn sau cây đại thụ nhìn Liễu Thúy Hoa nhào vào không trung, âm thầm bật cười. Nhìn ngươi như vậy, ta chờ ngươi đến thu thập ta, hư. Hết chương này. Chương 5 Liễu Lão Thái lui lễ hỏi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Liễu Lão Thái lui lễ hỏi trên tay cành liễu lắc lư cành liễu, nhàn nhã ngâm nga tiểu khúc lắc lư đi trên đường nhỏ. Lâu lắm rồi không có cảm giác nhẹ nhàng như vậy. Người cái này lười nha đầu, ban ngày không xuống đồng làm việc, ở chỗ này đi dạo cái gì? Liễu chi bị thanh âm đột nhiên làm cho hoảng sợ, tập trung nhìn lại thì ra là đại bá phụ liễu đại long. Liễu đại long nhìn chầm chầm cành liễu, lớn tiếng trách cứ. Chính mình lại hai tay đút túi, trên người sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Liễu chi hỏi ngược lại một câu. Đại bá, Ta là chuẩn bị đi xuống đất, chúng ta cùng đi qua sao? Ta còn có một chút việc phải làm, ngươi đi trước đi. Đại bá bề bộn nhiều việc a, à, có phải gạt chúng ta kiếm nhiều tiền hay không? Ngươi nói lung tung cái gì, tiểu nha đầu, cẩn thận ta đánh ngươi. Liễu Đại Long đưa tay muốn đánh Cành Liễu. Thân thể Cành Liễu né tránh một làn khói chạy xuống đất. Liễu Đại Cường và Tần Quyên đã bận rộn, Liễu Đại gia cũng bận rộn. Liễu gia đại khái có 10 mẫu đất. Có tám mẫu đất trồng lúa mì. Lúa mì đã lớn rất cao, đồng thời cỏ cũng cùng nhau sinh trưởng. Việc nhổ cỏ trở thành điều quan trọng nhất. Đã đến buổi chiều cũng không thấy hai vợ chồng liễu đại long xuống đất. Liễu đại gia chính là thiên vị lão đại như vậy. Chiều khổ vất vả chính là một nhà liễu đại cương. Liễu chi thấy trong đất sống quá nhiều, ngại một mình rời đi. Cũng chỉ đành vùi đầu nhổ cỏ. Nếu có máy làm cỏ thì tiện lợi biết bao vừa nhanh vừa bớt việc. Những thiết bị này thập niên 80 còn chưa phát minh ra, Cành Liễu thở dài một hơi thật sâu. Đợi đến khi trời tối, Cành Liễu mới kết thúc công việc trở về nhà. Về đến nhà mới phát hiện trong nhà chỉ có bọn nhỏ đang làm bài tập. Liễu Chi và Tần Quyên không có cách nào vào bếp nấu cơm. Liễu Đại Long cùng Trương Bình đoán chừng cơm kém không nhiều lắm, chính cả nhà ngồi ở bàn cơm trước mặt yên tâm thoải mái cầm lấy bát đuổi liền vù vù hướng trong miệng ăn cơm cơm nước xong liền vỗ mông rời đi trong lòng liễu chi mừng thầm hiện tại ngươi ăn lại có bao nhiêu thống khoái một hồi các ngươi liền tiếc đến bao nhiêu thống khoái thì ra cành liễu bỏ một ít lá sena vào bát của bọn họ muốn cho bọn họ một chút giáo huấn cành liễu thu dọn bát đổ xong trở về phòng chuẩn bị nạp đế giày một trận tiếng gõ cửa khẩn trương truyền đến lỗ tai liễu chi liễu chi suy nghĩ giờ này ai sẽ tới cửa a à? đứng dậy mở cửa vừa nhìn thấy người đứng ở cửa chính là khâu phượng liên khâu phượng liên nhìn thấy cành liễu trực tiếp nhéo mạnh vào cánh tay nàng cành liễu bị khâu phượng liên vặn đến nhăn mặt ai u đau 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 sau đó khâu phượng liên đẩy cành liễu ra tránh ra ngoài miệng nói trực tiếp đi tới phòng liễu lão thái một cước đá văng cửa liễu lão thái hai tay chống eo mắng liễu lão thái liễu gia các ngươi đều là kẻ lừa đảo cầm tiền không làm việc tiền cũng không trả thật sự là thiếu đạo đức tám đời mấy ngày nay thời tiết khâu phượng liên rất không thuận lợi triệu hồng về đến nhà gây chuyện còn lấy chuyện mang thai uy hiếp muốn gả cho thạch bưu cha thạch bưu nghe được mang thai hưng phấn nói với khâu phượng liên chỉ cần là hài tử thạch gia liền có tư cách vào thạch gia môn khâu phượng liên nghe được lời như vậy cũng không có tính tình ngày hôm sau chuẩn bị mang theo triệu hồng đi bệnh viện kiểm tra nhưng triệu hồng lại mất tích khâu phượng liên ngươi còn phun đầy phân như vậy lập tức cút cho ta ai là kẻ lừa đảo còn chưa chắc nghe nói con trai anh làm bụng cô gái nhà người ta lớn lên đều là nói hưu nói vượng ai biết mang thai là con của ai người trong thôn đều nói con trai anh và cô gái kia thường xuyên lôi lôi kéo liễu lão thái thấy mặt khâu phượng liên đen đến khó coi lập tức sửa lại những lời bọn họ nói ta đều không tin Khâu phượng liên thở phào nhẹ nhõm. Hiểu được liễu lão thái nói chính là lời khách khí. Nhà đầu liễu chi này cũng không muốn gã đến thạch gia chúng ta, ta xem cửa hôn sự này coi như xong đi. Trả lại lễ hỏi cho ta, ta và ngươi liền thanh toán xong. Khâu phượng liên thầm nghĩ mau mau lấy được tiền lễ hỏi của mình, nếu không mình sẽ chịu thiệt thòi lớn. Liễu lão thái ném 50 tệ xuống dưới chân khâu phượng liên. Khâu phượng liên vốn muốn nổi giận mắng chửi người. Nhưng ngẫm lại liễu lão thái cũng không phải người dễ chọc. Đành phải tức giận nhặt lên 50 đồng trên mặt đất trời đi. Lúc này tim liễu lão thái đều đang chảy máu, tiền tới tay cứ như vậy bị cầm đi. Liễu lão thái trong lòng mắng cành liễu 100 lần, một 000 lần cũng không giải hận. Tàng môn tin này nhất định phải nghĩ biện pháp đuổi cô ta ra ngoài, nếu không cuộc sống sau này của mình không có cách nào sống tiếp. Hết chương này. Chương 6 liễu đóa sinh bệnh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Liễu đóa sinh bệnh rất nhanh đã đến buổi chiều, bọn nhỏ liễu gia đều đã tan học trở về. Liễu đóng thấy liễu chi ở nhà liền hỏi. Chị, hôm nay ăn gì ngon không? Em sắp chết đói rồi. Liễu chi gãi mũi hắn. Đói bụng rồi, ta lập tức đi nấu cơm. Đến nhà bếp thấy một chút mì ngô, rau dưa cũng chỉ có một ít khoai tây. Được rồi, làm khoai tây sợi, mì nóng hấp bánh ngô. Cành liễu cũng mặc kệ có bao nhiêu mì ngô, một cổ não toàn bộ ngã vào trong chậu. Lúc này liễu lão thái vừa vặn đi vào phòng bếp, nhìn thấy cành liễu đổ mì ngô trong túi ra. Vốn định mở miệng mắng. Nhưng suy nghĩ nửa ngày nhìn xuống. Cả nhà các ngươi là quỷ đói chết đầu thai sao? Nhiều mì như vậy đều làm. Liễu Thúy Hoa Trăng dạy Liễu Chi. Cô không đói bụng, vậy vừa vặn chúng ta ăn nhiều một chút. Liễu Thúy Hoa tức giận nhìn cành liễu. Một hồi cơm liền làm xong. Liễu Đống đang ở trong bếp vây quanh cành liễu. Tất cả mọi người ngồi vây quanh bàn chuẩn bị ăn cơm. Lúc này Liễu Chi mới phát hiện vẫn không thấy Liễu Đóa. Liễu Chi hỏi Liễu Đống. Cậu tan học không về cùng Liễu Đóa sao? Cùng nhau trở về, nhưng cô ấy nói đau đầu liền đi ngủ. Trong lòng Liễu Chi lập bộp một chút, nhớ rõ kiếp trước liễu đoá bởi vì sốt cao không kịp thời trị liệu chờ sốt hạ người lại choáng váng tần quyên vẫn luôn chăm sóc em gái ngốc nghếch này liễu đoá thừa đại nhân không chú ý chạy ra ngoài không trở về tần quyên đi ra ngoài tìm cũng không trở về nhà cứ như vậy giải tán liễu chi vội vàng chạy đến bên giường nhìn thấy hai khuôn mặt liễu đoá đỏ bừng tiếng thở dốc rất nhanh liễu chi đưa tay sợ trán liễu đoá phỏng tay Liễu Chi sốt ruột gọi Tần Quyên đang ăn cơm. "Mẹ, mẹ mau tới thăm em gái đi." Liễu Đại Cường và Tần Quyên vội vàng tới nhìn Liễu Đoá. Tần Quyên vuốt trán Liễu Đoá. "A à nha, nóng như vậy. Phải làm sao bây giờ?" Liễu Chi nói. "Muốn dẫn Liễu Đoá đến phòng vệ sinh xem một chút. Cha cho con ít tiền, con dẫn Liễu Đoá đi." Liễu Đại Cường vẻ mặt xấu hổ, ấp úng nói: trên tay tôi không có tiền, Liễu Chi vội chạy vào bếp nói với Liễu Lão Thái. Bà nội, cho chúng cháu một ít tiền. Liễu đóa bị sốt, chúng cháu phải đến phòng vệ sinh khám một chút. Cái gì mà bệnh cùng lắm còn cần đến phòng vệ sinh, ở nhà ngủ một giấc là tốt rồi. Không được, mắt em gái đều nhắm chặt, gọi em ấy chỉ biết ừ thôi. Liễu Lão Thái lại nói. Ta đưa tiền cho thím khâu, hiện tại trước mặt không có tiền. Lúc này Liễu Đại Cường kéo Liễu Chi đi ra ngoài, đừng nói nữa, bà nội cũng không có tiền. Liễu Đại Cường bảo Liễu Chi trở về chờ hắn. Liễu Chi biết lấy được tiền từ chỗ Liễu Lão Thái là không thể nào, liền ông Liễu đoá chạy đến phòng vệ sinh. Gõ cửa phòng y tế bác sĩ Tôn nhìn thấy tình huống của Liễu đoá liền biết rất nghiêm trọng. Không nói hai lời liền bắt đầu bận rộn. Phối thuốc, tim liền mạch lưu loát. Sau đó hung hăng giáo huấn Liễu Chi nhà các ngươi không có người lớn sao phải đợi nghiêm trọng như vậy mới tới tối nay sẽ xảy ra chuyện lớn trước tiên ở chỗ này quan sát một chút sốt lui các ngươi lại trở về liễu chi nhìn liễu đoá trong mắt tất cả đều là nước mắt hiểu được bác sĩ tôn nói rất đúng liễu chi lấy hết dũng khí nói bác sĩ tôn cảm ơn anh đã cứu em gái tôi hiện tại tôi không có tiền cho anh nhưng anh yên tâm chờ tôi kiếm được tiền sẽ lập tức đưa cho anh bác sĩ tôn nói không sao chỗ tôi có thể ghi sổ có tiền thì đưa cho tôi sau khi liễu đoá hết sốt liễu chi ôm về phòng lúc này liễu đại cường nắm chặt tiền từ bên ngoài trở về liễu chi mau ông em gái cậu đến phòng y tế tôi đã mượn tiền rồi liễu chi mệt mỏi nói cha liễu đoá đã hạ sốt rồi tôi vừa từ phòng y tế trở về bác sĩ Tôn đã ghi lại sổ sách. Nói xong cành liễu vừa đói vừa mệt liền nằm trên giường. Vậy là tốt rồi. Ngày mai tôi đi đưa tiền cho bác sĩ Tôn, thuận tiện cảm ơn cô ấy. Liễu chi một câu cũng không muốn nói, chỉ gật đầu rồi xoay người ngủ thật say. Lúc nửa đêm cành liễu bị đói tỉnh. Nhanh chóng nhìn liễu đóa bên cạnh, sờ sờ trắng lành lạnh. Cành liễu thở phào nhẹ nhõm. Tỉnh cũng ngủ không được, liền dứt khoát đi ra khỏi phòng đến sân. Mặt trăng tròn lớn treo trên bầu trời, và bầu trời đêm đầy sao vào ban đêm. Nhưng lúc này Liễu Chi không có tâm tình thưởng thức hết thảy. Không có tiền chính là vấn đề nan giải bày ra trước mắt cành liễu. Hết chương này. Chương 7 Bán tóc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7 Bán tóc liễu chi thuận tay vuốt tóc đột nhiên tay liễu chi dừng lại trên tóc mình nghĩ đến tóc của mình dài tóc đen bóng nếu như có thể bán đi mình cũng không phải có tiền sao liễu chi nghĩ tới đây trong lòng mừng như điên đợi đến hừng đông liễu chi đã sớm lên thị trấn tìm tìm cắt tóc cành liễu kiếp trước coi tóc dài quan trọng hơn mạng sống khó khăn hơn nữa cũng không muốn cắt nó đi bán lấy tiền hiện tại suy nghĩ của liễu chi hoàn toàn thay đổi chỉ cần có thể cải thiện cuộc sống của người trong nhà tóc dài cắt đi một năm sau còn có thể mọc lại không có gì ghê gớm cành liễu đi trên đường mặt trời nóng hừng hực chiếu lên người đi một hồi liền mồ hôi đậm đìa miệng khô lưỡi khô trong thôn mỗi ngày đều có xe lừa chuyên dụng đến thị trấn một lần năm xu thế nhưng cành liễu ngay cả một phân tiền cũng không có túi tiền so với mặt còn sạch sẽ hơn duỗi cổ nhìn phía trước không có xe quay đầu lại nhìn phía sau mơ hồ thấy có một người đạp xe đạp đi qua bên này đứng ở ven đường đợi một hồi cũng không thấy người nọ cành liễu cũng tiếp tục đi về phía trước cũng may đã quen đi năm dặm cũng không cảm thấy xa trên đường rất yên tĩnh cành liễu cúi đầu suy nghĩ đột nhiên có người từ trong ruộng bên cạnh chạy ra chắn ở phía trước cành liễu cành liễu giật nảy mình đối diện là một người cao gầy đeo khẩu trang và mũ chỉ lộ ra một đôi mắt đứng lại, phải đi ngang qua để lại tiền mua đường. ngươi là ai? Liễu Chi bị người bất thình lình này làm cho hoảng sợ, lập tức đứng lại. không cần biết gia là ai. người gây dùng khẩu khí không kiên nhẫn nói. từ cẩn thận nắm đấm của tiểu gia không nhận người. người gây loay hoay nắm đấm của mình, làm ra bộ dáng ra quyền đánh người. dưới tình huống bình thường, người gây làm ra động tác này tiểu hài tử bị mình ngăn cản đều ngoan ngoãn lấy tiền trên người ra nhưng hôm nay người gầy có chút tính sai nàng đùng phải cành liễu cuộc cường cành liễu cũng không nung chịu hắn không có tiền có tiền ta cũng không cho ngươi liễu chi vừa nói vừa nhìn thấy bên đường có chút đá vụn trộn lẫn đất liễu chi có chủ ý người gầy thấy cành liễu chậm chạp không có động tĩnh, liền bước nhanh tới muốn đánh cành liễu cành liễu chạy đến ven đường ngồi chồm hổm trên mặt đất hai tay cầm hòn đá vụn nắm trên tay người gầy thấy cành liễu muốn chạy liền chạy tới gần cành liễu nhìn cành liễu ngồi bất động có chút do dự lúc này cành liễu nhìn thấy người gầy đang tới gần liền đem hòn đá vụn trong tay ném vào mắt người gầy gã gầy không ngờ cành liễu lại ra tay muốn tránh đã không còn kịp rồi mắt nheo lại ai u người gầy che mắt mình kêu lên nhưng cành liễu dùng sức quá mạnh cũng nặng nề ngã xuống đất nhất thời không đứng dậy nổi liễu chi ngươi có khỏe không cần ta giúp đỡ không một giọng nam hài vang lên đỡ ta một chút để ta đứng lên nam hài nâng cành liễu lên giúp nàng đem đất trên người tận lực lấy tay phủi đi em không sao chứ có muốn anh đưa em về nhà không cành liễu đứng lên chậm lại vặn vẹo thân thể một chút cảm thấy còn có thể liền xoay mặt nhìn nam hài một chút Lúc này mới thấy rõ ràng là đồ đệ đổ thần cường của phụ thân Liễu đại cường. Sao lại là ngươi, trùng hợp như vậy. Vừa vặn ta muốn đến thị trấn làm việc, vừa rồi nhìn thấy người đi phía trước hình như là ngươi, vốn định cửi nhanh một chút có thể đuổi kịp ngươi, không nghĩ tới đồ đặt ở ghế sau lại rơi mất. Áo, tôi cũng thấy có người đạp xe đạp qua bên này, thì ra là cậu. Lúc này mắt người gầy cũng có thể đại khái nhìn thấy chút gì đó. Hướng về phía đổ thần cường ồn ào nói, anh là ai ở đây xen vào việc của người khác đỗ thần cường không để ý tới hắn người gầy nhìn thấy bên cạnh nữ nhân có một nam nhân khí thế rõ ràng không kiêu ngạo như vừa rồi nhưng ngoài miệng lại uy hiếp xú tiểu tử ngươi cản đường ta cẩn thận ta thu thập ngươi đỗ thần cường liếc mắt nhìn người gầy có ngón tay ngoắt ngoắt người gầy có bản lĩnh thì đánh tôi đi đỗ thần cường làm bộ muốn đuổi theo người gầy Người gầy sợ hãi, nhanh chân bỏ chạy. Nhưng không đứng vững, thiếu chút nữa ngã nhào. Người gầy chật vật như treo chọc cành liễu cười không ngừng. Đỗ thần cường thấy người gầy chạy xa, liền xoay người hỏi liễu chi. Cậu còn muốn đi thị trấn không? Hay là tôi dẫn cậu qua, tôi có xe đạp? Ta cũng không có tiền cho ngươi. Cô yên tâm đi, tôi không cần tiền của cô. Cứ như vậy đỗ thần cường dùng xe đạp nâng cành liễu đến thị trấn đỗ thần cường lo lắng nói trên đường về cẩn thận một chút liễu chi nói ngươi yên tâm đi lúc ta trở về sẽ ngồi xe lừa đến thị trấn liễu chi bắt đầu hỏi thăm nơi nào có tiệm cắt tóc một đường đi một đường hỏi thăm cứ như vậy đi lòng vòng trong thị trấn hơn một giờ rốt cục tìm được một tiệm cắt tóc nhìn thấy ông chủ mặt tốt ông chủ nói với liễu chi cậu cắt tóc bố mẹ cậu có biết không ta lớn như vậy tự mình có thể làm chủ. Tôi cắt tóc ngắn cho cậu không cần tiền của cậu, tôi cho cậu 13 đồng được không? Liễu Chi cảm thấy cái giá này còn có thể đồng ý. Sau khi cắt xong ông chủ cầm gương soi phía sau cô cho cô xem. Cành Liễu trong gương thay đổi một bộ dáng. Tóc mái nghiêng che khuất lông mày cùng ánh mắt một bên, bao gồm nốt ruồi đen cũng nhìn không thấy. Liễu Chi nói phúc điểm của mình bị che khuất không được. Ông chủ cắt tỉa lại theo yêu cầu của Cành Liễu cho đến khi Cành Liễu hài lòng mới thôi. Khi ông chủ đưa 13 đồng cho Cành Liễu, Cành Liễu khó nén tâm tình kích động. Tay nhận tiền hơi run lên. Liễu Chi chưa từng cầm nhiều tiền như vậy, không biết phải để số tiền này ở đâu cho tốt, quần có hai cái túi, hai bên trái phải thay phiên nhau để đều cảm thấy không an toàn. Chủ cửa hàng nói: "Anh bỏ vào túi, tôi sẽ cho anh một cái ghim để gắn vào." mặt liễu chi đỏ bừng, bộ dáng mình lấy được tiền hẳn là rất buồn cười. Cành liễu nhét 12,5 đồng vào túi, cầm một đồng đi tới chợ thị trấn, muốn mua chút đồ ăn lót dạ. Trên thị trường có rất nhiều đồ ăn bán. Mùi thơm của bánh quẩy, mùi thơm của bánh hành lá tràn ngập xoan mũi cành liễu, đánh thẳng vào dạ dày cành liễu. Nhưng bánh hành lá và bánh quẩy hơi đắt, cần năm xu một cái, cành liễu không nỡ mua. Bánh bột ngô rẻ, Hai xu một cái, cành liễu thoáng cái mua hai mươi cái. Liễu chi cầm một cái ăn trước. Bánh bột ngô ăn có chút khô, liễu chi nghĩ trong nhà có tương ớt tự mình làm. Cắt bánh bột ngô thành hai nửa, không cắt hết một mặt liền nhau. Ở giữa sờ tương ớt, thật sự là mỹ vị. Nhưng bây giờ muốn uống nước cũng không uống được, ở bên ngoài có thể tạm được thì tạm được một chút đi. Liễu chi ăn xong bánh liền ở trên chợ ngó đông ngó Tây liễu chi thấy trên chợ đều là từng quầy hàng kế bên một quầy hàng người bán đồ ăn tập trung cùng một chỗ người bán đồ ăn vặt tập trung cùng một chỗ mua đồ như vậy đặc biệt thuận tiện tuy rằng người trên thị trường tương đối nhiều nhưng người mua người bán đều tự thương lượng có người hỏi giá cả có người thành giao có vẻ toàn bộ thị trường náo nhiệt mà có trật tự liễu chi nghĩ nếu như mình ở chợ này có thể có một quầy hàng bán chút đồ thì thật tốt biết bao nhưng muốn bán cái gì cái này cần phải suy nghĩ thật kỹ. Vòng vo thị trấn hơn nửa ngày, đã đến buổi chiều, liễu chi hiện tại nghĩ phải trở về như thế nào? Hết chương này. Chương 8 Đổ sáng sớm mạnh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 9 Liễu lớn mạnh biệt khuất Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 9 liễu đại cường nghẹn khuất tất cả mọi người đắm chìm trong không khí vui vẻ liễu đoá hét lớn chị tóc chị đâu rồi cắt trời quá nóng tóc quá dài nóng đến không chịu nổi liền cắt đối mặt với nghi hoặc của cả nhà liễu chi nói tôi bán tóc rồi liễu chi lập tức móc ra hai đồng đưa cho tần quyên mẹ trước tiên mẹ lấy số tiền này mua chút đồ ăn cho gia đình số tiền còn lại con muốn dùng để làm ăn khuê nữ như vậy nào có bộ dáng nữ hài tử người trong thôn thấy ngươi như vậy toàn bộ đều chê cười ngươi như vậy làm sao gã ra ngoài nha tần quyên nói xong rơi nước mắt bây giờ tôi không nghĩ đến chuyện lập gia đình không kiếm được tiền tôi sẽ không kết hôn a à, tần quyên nghe được lời của liễu chi nhất thời nói không ra lời liễu chi thấy liễu đại cường liền trực tiếp hỏi một câu Ba, tiền ba làm đồ dùng trong nhà một năm cũng không ít, vì sao toàn bộ đều phải giao cho bà nội? Liễu Đại Cường bị Liễu Chi hỏi, lúc trước Liễu Đại Cường chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Liễu Chi nói. Vấn đề là đưa tiền cho bà nội, lúc chúng ta dùng tiền, bà nội lại nói không có tiền. Ngày đó nếu Liễu đóa đi muộn, phỏng chừng bây giờ đã thành kẻ ngốc rồi. Con nhà chúng ta mặc quần áo gì, ăn cái gì? con nhìn lại bộ dáng của hai đứa nhỏ nhà bác cả xem nhà bọn họ đều mặc quần áo mới quần mới giày mới liễu lời trực tiếp là hai liễu đóng liễu đại cường lâm vào trầm tư mình đã quen vùi đầu làm việc tiền kiếm được mỗi lần cũng thành thật giao cho liễu lão thái nhưng chuyện lần này của liễu đoá làm cho trong lòng mình có dao đồng khi còn bé cãi nhau với trẻ em cùng thôn đã bị mắng trẻ con hoang dã trẻ con hoang dã không ai muốn không chơi với anh nữa tôi không phải đứa trẻ hoang dã tôi không phải đứa trẻ hoang dã sau đó ủy khuất trở về nhà hắn không hiểu vì sao người khác đều gọi hắn là giả hài tử nhưng từ trong biểu tình cùng ngữ khí của bọn họ có thể cảm nhận được đó là một từ mắng chữ người hắn cũng từng hỏi liễu lão thái đây là ý gì liễu lão thái chẳng những không có giải thích cho hắn ngược lại hung hăng cho hắn một cái tác từ đó về sau hắn cũng không dám hỏi nữa hắn có thể từ trong ánh mắt cùng lời nói của liễu lão thái cảm nhận được ghét bỏ cùng chán ghét hết thảy đều làm cho liễu đại cường tránh xa nàng liễu đại long và liễu mỹ lệ có thể đi học nhưng liễu đại cường có thể tốt nghiệp tiểu học đã là rất tốt rồi ngẫm lại những chuyện đã qua trong lòng liễu đại cường có chút bất bình và ủy khuất nhưng không nghĩ tới chính mình gặp phải bất bình cùng ủy khuất lại truyền tới đời sau lúc này liễu đại cường vẫn trầm mặc không nói trong lòng liễu đại cường vẫn bị tự trách cắn nuốt hắn không rõ vì sao mình làm việc bổn phận không trộm gian không chơi xấu một lòng muốn sống tốt cuộc sống trong nhà nhưng hiện tại xem ra quan cảnh nhà mình trong cái sân này là kém cỏi nhất chưa ai từng nói điều đó với anh ta trước đây lời nói hôm nay của liễu chi khiến liễu đại cường không thể không cẩn thận cân nhắc liễu đại long trương bình bọn họ ngoài trừ trồng trọt cũng không có nguồn sống khác nhưng ăn mặt của bọn họ lại chưa từng phát sâu. Ngược lại mình không chỉ phải trồng trọt, buổi tối còn phải đi làm đồ nội thất cho người khác. Nhưng kết quả là trong tay không có một phân tiền, ngay cả đứa nhỏ sinh bệnh cũng phải đi hỏi bạn bè mượn. Liễu Đại Cường càng nghĩ càng nghẹn khuất. Mình như vậy là vì ai a, à? thật sự là khổ cho vợ và con của mình. Kháng, 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 Liễu Đại Cường ho khan. Liễu Đại Cường chỉ cần tức giận sẽ không tự chủ được ho khang Tiếp trước Liễu Đại Cường mệt nhọc cả đời, ở Liễu gia kiếm tiền nhiều nhất, lại bởi vì không có tiền khám bệnh cho Khuê nữ, khiến Khuê nữ bảo vệ mạng lại thành kẻ ngốc, cuộc sống người một nhà từ nay về sau họa vô đơn chí không còn dễ chịu nữa. Liễu Đại Cường cũng không thể đối mặt với Khuê nữ choáng váng, buồn bực không vui cho đến khi sinh bệnh qua đời. Cành Liễu sống lại biết rõ Liễu Đại Cường dưới sự bức bách của Liễu lão thái đã hoàn toàn hy sinh hạnh phúc của mình và người nhà. Liễu Đại Cường không thể có lựa chọn của mình. Chính là lúc ấy cưới vợ cũng là dựa theo ý tứ của Liễu lão thái, tìm người vợ không cần lễ hỏi trí lực có chỗ thiếu hụt Tần Quyên. Cũng may Tần Quyên chỉ là phản ứng chậm một chút, Liễu Đại Cường cũng miễn cưỡng tiếp nhận. Hết chương này. Chương 10. Liễu Thúy Hoa muốn cành Liễu rời đi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10. Liễu Thúy Hoa muốn cành Liễu rời đi sáng sớm hôm sau Liễu Đại Cường và Tần Quyên chuẩn bị xuống đất tiếp tục nhổ cỏ, bị cành Liễu chặn lại. Vì sao chỉ có chúng ta đi nhổ cỏ, lúc ăn cơm tất cả mọi người cùng nhau ăn? Từ giờ trở đi bọn họ đi chúng ta liền đi, bọn họ không đi chúng ta cũng sẽ không đi. Chỉ sợ đến lúc đó gia gia ngươi không muốn. Vừa không xuống đất, lại không nấu cơm, chỉ muốn há mồm ăn cơm, dựa vào cái gì mà quen cái tật xấu này của bọn họ? kể cả cô cô cũng vậy. ông nội con một mình ra đồng làm việc, trong lòng mẹ không nhịn được. ông nội thấy không có ai làm việc, nhất định sẽ về nhà gọi người. còn yên tâm ông nội không ngốc. tôi và mẹ lên thị trấn mua chút muối, giấm, giấy vệ sinh. liễu đại cường nắm lại cành liễu nói cũng không sai. cỏ trong tám mẫu đất chỉ dựa vào ba bốn người đi nhổ, không biết khi nào có thể nhổ hết. mọi người trong nhà đều ra đồng nhổ cỏ ông nội ở trong sân thét to cha con và vợ tối qua bị tiêu chảy đến bây giờ bụng vẫn còn đau nói xong còn ai u ai u phát ra âm thanh thống khổ cùng ăn cơm chúng ta đều không có việc gì các ngươi buổi tối ở trong phòng ăn vụng cái gì làm hỏng bụng rồi cha cha nói cái gì vậy cái gì gọi là ăn vụng đại cường tần quyên mau đi vào trong ông nội cháu và mẹ muốn lên thị trấn mua đồ không đi nữa. Đến thị trấn muộn một chút cũng được, việc trong ruộng làm trước. Gia Gia, trong nhà nhiều người như vậy, vì sao chỉ nhà chúng ta ba cái mỗi ngày đều đi, những người khác đều đang làm gì? Đại bá, đại bá mẫu, cô cô và Liễu Thuận mỗi ngày đều không ra đồng. Vì sao Gia Gia lớn tuổi như vậy còn muốn ra đồng làm việc? Tôi đau lòng là thứ hai, chủ yếu là những người cùng làng nhìn thấy những câu chuyện cười về người Liễu Gia. Người trẻ tuổi quá lười không làm việc, người lớn tuổi bận trước bận sau trong ruộng. Ngươi ít ở chỗ này chăm ngòi ta cùng cha quan hệ, cũng là bởi vì ngươi cái này tạo bả tin ở nhà chúng ta, chúng ta mới sống nghèo như vậy. Liễu Thúy Hoa vốn là tính toán trốn ở trong phòng không đi ra. Nhưng nghe Liễu Chi nói như vậy ngồi không yên. Lao ra trăng dạy Liễu Chi xen vào việc của người khác. Liễu gia chúng ta nghèo như vậy không phải vì ta, mà là bởi vì các ngươi quá lười biếng. Đi xem trong ruộng nhà hàng xóm có bao nhiêu người đang làm việc, lại xem trong ruộng nhà chúng ta có bao nhiêu người. Có người ở nhà chúng ta, ngay cả hoa màu cũng không tốt bằng nhà người khác. Có người ở đây, phong thủy nhà chúng ta cũng đều bị ngươi phá hư. Chỉ cần ngươi rời đi, cuộc sống nhà chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Anh nói là ở riêng sao? Có thể a, à, em đã sớm muốn ở riêng. Liễu Thúy Hoa giải thích. Ai nói muốn tách ra? bảo ngươi rời khỏi nhà chúng ta ta vì sao phải rời khỏi cha mẹ ta bọn họ ở nơi nào ta liền ở nơi đó cha mẹ các ngươi mau để cho nàng rời đi bằng không đều nói nhà chúng ta phong thủy không tốt không ai dám cưới ta liễu thúy hoa trực tiếp ngồi dưới đất khóc trống lên liễu chi đến bây giờ mới hiểu được liễu thúy hoa đem nguyên nhân mình không gả đi trách tội lên đầu mình liễu lão thái lúc này âm thầm cao hứng Liễu Thúy Hoa đem lời mình muốn nói nói ra. Liễu Thúy Hoa thấy Liễu Lão Thái không nói lời nào, từ dưới đất ngồi dậy hướng về phía cành Liễu liền vương tay muốn xô đẩy cành Liễu. Hôm nay nếu ngươi thành thật rời khỏi Liễu gia ta sẽ không nói gì, bằng không ta sẽ không khách khí với ngươi. Liễu chi biết nếu như mình cùng Liễu Thúy Hoa trực tiếp phát sinh xung đột chịu thiệt chính là mình, Liễu Thúy Hoa có rất nhiều mang kình, nhưng thân thể lại có chút cồng kềnh. Thân thể cành Liễu nhỏ gầy rất linh hoạt né tránh bàn tay liễu thúy hoa vươn tới nàng trực tiếp bùng một cái trực tiếp quỳ trước mặt liễu lão thái liễu thúy hoa thấy cành liễu quỳ xuống bất động nhắm chuẩn cơ hội giơ tay kéo cánh tay cành liễu kéo nàng ra ngoài lúc này cành liễu đột nhiên lên tiếng khóc lớn bà nội ông nội thương hại cháu gái ông đi rốt cuộc tôi sai chỗ nào để các người ghét bỏ tôi như vậy liễu thúy hoa hôm nay hạ quyết tâm đuổi cành liễu ra ngoài nàng vẫn nắm cánh tay liễu chi kéo ra ngoài tay liễu chi nắm gốc áo liễu lão thái khóc đến thương tâm muốn chết đại viện liễu gia động tỉnh lớn như vậy đã sớm để cho người trong thôn tới vây xem đây là sao sáng sớm ở chỗ này vừa kêu vừa kêu đứa nhỏ liễu chi này từ nhỏ không được chào đón thật đáng thương liễu đại gia liễu chi nhà ngươi trong phòng ngoài phòng cũng không ít làm việc phía trước là ép nàng xuất giá Hiện tại lại là nháo cái nào ra a. À? Quản ngươi chuyện gì, xen vào việc của người khác thì đánh rắm. Nơi nào mát mẻ thì ở đó. Đây không phải là Liễu gia lão cô nương sao? Chỉ thấy thân thể cường tráng cùng tính tình lớn, chính là trong đất không thấy người. Liễu Thúy Hoa buông cành liễu ra nhặt một cục đất trên mặt đất đánh về phía người vừa nói chuyện. Người vây xem lập tức giải tán. Tất cả mọi người đều tự bận rộn Liễu Thúy Hoa quay đầu lại còn muốn túng cành Liễu. Nhưng Liễu Chi đã được Tần Quyên đỡ vào phòng. Liễu Thúy Hoa hôm nay vốn định đuổi cành Liễu ra khỏi nhà, nhưng mẹ bình thường giúp mình nói chuyện cũng trầm mặc không lên tiếng. Liễu Thúy Hoa buồn bực, trước kia chỉ cần mình mắng Liễu Chi nương sẽ phụ họa. Liễu Chi luôn cúi đầu làm việc không trên một tiếng. Từ lần trước nhảy sông kháng hôn về sau tính cách liền thay đổi, có thể nhảy sông thủy quỷ nhập thân hay không? liễu thúy hoa hôm nay không đạt được mục đích của mình liền trực tiếp chạy đến phòng liễu lão thái nương ngươi làm sao vậy vừa rồi vì sao không giúp ta đem liễu chi nha đầu kia đuổi đi khuê nữ a à, liễu gia chúng ta có thể làm loại chuyện này sao ngươi để cho mặt mũi già nua của chúng ta để ở đâu ta đây làm sao bây giờ ai cũng không cần ta ngươi nghe người trong thôn đều gọi ta là lão cô nương mặt mũi của ta để ở đâu nghe đến đó hai lão nhân liễu gia đều thở dài thật sâu nhớ tới hôn sự khuê nữ của mình liền rầu rĩ cả đêm ngủ không yên liễu thúy hoa từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi cùng trượng phu tới không đến ba năm liền ly hôn nguyên nhân là lưu thúy hoa trong vòng ba năm không có sinh ra một nam nữa nữ nhà trai nói ra ly hôn không có cách nào đành phải trở về nhà mẹ đẻ nương ngươi phải thay ta làm chủ cạnh liễu chính là khắc tinh của ta có nàng ở đây ta sẽ không có ngày lành khuê nữ để liễu chi rời khỏi nhà này không phải ngươi nói để nàng đi là nàng có thể đi cái nhà này anh định đoạt anh nói để cô ấy đi cô ấy không có lý do gì ở lại đây không đi liễu lão thái lắc đầu ngươi về phòng trước đi chuyện này để ta suy nghĩ liễu thúy hoa nghe liễu lão thái nói như vậy cũng chỉ đành trở lại phòng mình không có liễu lão thái trợ giúp chính nàng cũng không dám quá can rỡ hết chương này